Chưa đi chưa biết Bát Tràng, đi rồi mới biết đất vàng thủ đô. Và chào mọi người, lại là Minh Nguyệt đây. Và ngày hôm nay thì mình có cơ hội được ở đây ở tại xưởng gốm sứ Phúc Lai Thành Bát Tràng. Và bên cạnh mình là đôi mai bình đang được chế tác độc bản, được khách hàng ở Lạng Sơn đặt theo nhu cầu mong muốn của khách hàng khắc họa cái bức tranh phong cảnh Lạng Sơn lên cái sản phẩm này. Và chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút với anh nghệ nhân đang chế tác sản phẩm ở đây nhé, để hiểu hơn về cái sản phẩm này ạ. Và anh có thể cho em phỏng vấn một chút được không ạ? Vâng, em được biết thì đây là một bức tranh phong cảnh về Lạng Sơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là bức tranh này sẽ vẽ về phong cảnh gì ở Lạng Sơn vậy ạ? Mình đang làm về là cảnh chùa Tam Thanh. À dạ vâng, ngôi chùa Tam Thanh là một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Dạ vâng. Không biết là anh đã sử dụng cái thủ pháp nào hoặc là cách thức nào để có thể truyền tải được những cái hình ảnh ở trên internet, trên mạng lên cái sản phẩm này ạ? Kết hợp khi mà có yêu cầu của khách hàng thì mình đã tìm tư liệu ở trên mạng, Ở trên mạng. hoặc nếu mà khách có tài liệu thì gửi cho mình, À. thế mình sẽ làm theo yêu cầu của khách. Dạ Mình vâng. sẽ dùng những các cái hình ảnh đó để mình chuyển chuyển thể lên trên sản phẩm. Hiện tại thì anh đang hoàn thiện cái bức tranh này ở giai đoạn nào rồi ạ? Mình đang lên bố cục cho sản phẩm, lên bản demo. À, mình đang lên bản demo đúng không ạ? Dạ vâng, em được thấy là mình đang có cái phần phần phía trước Vẽ của ngôi khắc chùa họa Tam Thanh rồi, là và cũng cái có những cổng người, chùa Tam Thanh, dạ vâng, về cổng chùa lên Tam trên Thanh. lên trên đây có sẽ là vẽ cái đường lên động Tam Thanh. À. Đấy, và mình vẽ cả về cái là cột cờ À, của tỉnh rồi. Lạng Sơn ở đấy. Dạ Khu vâng. mình sẽ kết hợp một số cái điểm nhấn ở Dạ vâng. của tỉnh Lạng Sơn. Đối với một nghệ nhân như anh thì khi mà mình phác họa những cái bức tranh ở trên internet thì mình làm như thế nào để có thể thổi hồn được vào cái sản phẩm như thế này ạ? Thì khi mình lấy tư liệu các cái danh lam thắng cảnh hoặc là những cái sau đó mình kết hợp với các cái thủ pháp là để mình tạo dựng bố cục cho sản phẩm để lên lên trên sản phẩm thôi. Đó bằng các kinh nghiệm của trong nghề. Dạ vâng, thì sau khi mà mình phác họa demo lần thứ nhất thì mình cũng gửi những cái bản phác thảo này cho khách hàng. Rồi Dạ mình sẽ vâng. chuyển cho khách hàng để là khi mình dựng lên demo xong rồi mình sẽ chuyển hình ảnh cho khách hàng để khách hàng đã ưng ý hay chưa. Đấy, nếu mà chưa ưng ý ở điểm nào thì khách hàng sẽ chỉnh sửa theo ý của theo theo cái ý của khách hàng. Đấy, thì đến đến khi mà xong đồng ý rồi thì bắt đầu lúc đó mình mới trực tiếp mình lên vẽ lên sản phẩm. Vâng. Thế khi mà mình gửi cái demo thứ nhất, lần thứ nhất cho khách hàng thì mình có cần phải giới thiệu về sản phẩm là mình đang vẽ mảng nào À, không cái ạ? đó có mình sẽ nói những cái phần tức là ý tưởng như là khách hàng là sẽ có ý tưởng của họ và mình nêu cái ý tưởng chung, còn sau đó mình sẽ đi về chi tiết mình vẽ những cái gì, những cái cần những cái họa tiết và cách sắp xếp Bố là cục như sắp thế xếp nào, bố cục đấy để nêu bật lên được cái danh lam thắng cái cảnh danh hoặc là thắng những cảnh vườn chùa Tam cái ý tưởng của khách hàng đấy mình đã sẽ đưa đưa lên. Thanh. À, dạ vâng. Thế thì thường thì khách hàng sẽ sẽ phản hồi nhiều lần không anh? Còn mình có khoảng bao Có nhiêu để mua ạ? đấy, có khi mà mình làm thì để đến lúc mà khách hàng mà họ đồng ý thì cũng phải sửa vài lần. Em thấy là thực sự rất là khâm phục những người nghệ nhân như anh, bởi vì là khi mà nhìn mình làm thế nào để mình có thể biến hóa được từ những cái bức tranh ở trong trên một cái nền nền phẳng ở trên internet mà mình có thể là phác họa thổi hồn vào cái sản phẩm như thế này, thì thực sự là cả là một cái quá trình mà rất là kỳ công và cũng như là cái sự tập trung cao độ đúng không anh? Dạ vâng ạ. Nó có được hay không, nó ra nó còn sụt lún hay À nó đúng rồi. còn nó còn bị nhiều nhiều cái trong kỹ thuật nó có Vâng. nó để mà được đến tay khách hàng được một cái sản phẩm mỹ mãn thì Dạ vâng. nó trải qua rất nhiều công đoạn À dạ mà vâng. nó còn sự may rủi nữa. Dạ Kỹ vâng, đúng rồi. thuật là một phần Vâng, thôi. kỹ thuật là một phần. Vâng, như em thấy thì theo em tìm hiểu thì mình hình như là còn có sự ảnh hưởng của thời tiết nữa đúng không Đúng anh? rồi, nó ảnh hưởng của thời tiết của môi trường nó Môi cũng là trường. nhiều thứ lắm. À, dạ vâng. Thì thực sự là đúng là nghệ thuật mà anh, cho nên là nó cũng cần phải nhiều yếu Đúng tố, rất là nhiều yếu rồi. tố đúng không ạ, để có thể
tạo ra một cái tác phẩm được hoàn chỉnh nhất và đẹp nhất. Khi mà mình vẽ, mình chế tác ở trên một cái sản phẩm bình gốm sứ như thế này thì có khó hơn rất là nhiều hay cái độ khó như thế nào so với những cái sản phẩm khác không anh? Nó khi mà đưa nó chế tác mà mình đưa đưa một bức hình lên trên sản phẩm này thì nó thời gian mình làm việc ấy, mình quen với công việc này rồi thì nó sẽ khác. Còn nếu mà như các bạn mà hoặc là các họa sĩ bên kia về có về làm ấy thì cũng chưa quen được với cái chất liệu này nên là cũng sẽ có phải cũng phải mất mất một thời gian để mà tiếp để xúc làm một, quen. để làm quen. Thế chứ còn nếu mà để mà trực tiếp làm ngay được thì các ở bên kia cũng không thể làm được. Nó đúng khó rồi. Hơn rất nhiều lần so với vẽ trên vải và trên giấy. Như thế này thì là mình cũng đã rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Như anh cũng vừa mới đề cập tới là có các bạn trẻ ở các bạn trẻ đến đây, các bạn trẻ cũng có tiếp xúc với những cái về gốm sứ, những sản phẩm gốm sứ. Vậy thì theo anh thì làm thế nào để cho giới trẻ mà dễ dàng tiếp cận được tới những cái giá trị truyền thống cũng như là những cái sản phẩm gốm sứ ở bên gốm sứ Bát Tràng của mình ạ? Thì bây giờ làng và nghề đã có mở các cái tour du lịch để cho các cháu, các em, các bạn đến chơi và làm quen với nghề. Đấy, nên là nó cái làng nghề nó đã sẽ có một cái cách tiếp cận nó khác với ngày xưa. Ngày xưa là truyền truyền nghề chỉ có những người làm nghề mới được bắt đầu được học nghề và làm. Nhưng còn bây giờ thì nó tiếp cận bằng du lịch. Thì các bạn làm nghề thì các cháu nó nhỏ rất nhỏ nó đến là nó vuốt nặn vẽ làm quen với đất nên với đất với gốm sứ nên là nó cái đấy cũng là một cách để nối lên cái nghề gốm này nó sẽ dài hơn. Dạ vâng đúng rồi, các bạn nhỏ các bạn được trải nghiệm và đấy. Anh thấy là các bạn rất là yêu thích đúng không ạ? Bắt đầu phác họa lên trên sản phẩm đến khi làm nó cũng chỉnh sửa các thứ thì nó cũng rơi vào tầm khoảng tuần hơn tuần gì đó. Tuần hơn tuần. Mình nhận cái order của khách hàng này, sau đó khách hàng sẽ gửi cái bức ảnh, bức tranh, bức ảnh cho mình và mình sẽ phác họa lên trên này cho tới cái thời điểm mà mình hoàn thiện xong cái sản phẩm rồi là mình như một cái sản phẩm được hoàn thành ở đây thì khoảng mất trong bao lâu? Từ khi mà là đất lên tức là khi mình nhận của khách hàng, nhận đơn của khách hàng thì mình phải bắt đầu tạo phôi thì mình phải tạo phôi lên lên một cái hàng đất như này. Thì nó cũng phải mất tầm khoảng 3-4 hôm rồi để nó bắt đầu nó khô, tạo phôi xong nếu mà chưa có ấy mình lại phải tạo cốt nữa thì nó mất tức là thời gian của nó rất là dài, dài. Còn chứ để nhìn thấy một sản phẩm như này thì nó qua rất nhiều công đoạn rồi. Đây là nó qua rất nhiều công đoạn rồi bắt đầu mới đến cái phần phôi khô này để mình làm, mình bắt đầu mình chế tác. Có phần phôi khô này rồi thì mình bắt đầu mình lại vẽ phác họa và nó cho khách hàng xem rồi là chỉnh sửa. Sau đó mình mới bắt đầu mình chữ mới vẽ lên trang trí lên thì lúc đó là mất tầm khoảng độ 7 hôm thì một tuần đấy thì sau đó mới lại đưa sang lò để làm men. Đấy, làm men và đưa vào lò nung thì mất tầm khoảng 3-4 hôm nữa. Đấy thì mới có sản phẩm. Nói chung là một thành hình để mà ra được một sản phẩm thì nó cũng rơi vào tầm khoảng nửa tháng. Đấy. Đúng rồi. Là một cái sản phẩm mà có rất là nhiều công sức đóng góp, rất nhiều công sức, đấy, rất là nhiều còn khi vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của anh đã dành thời gian cũng như là chia sẻ về kinh nghiệm cũng như là về kiến thức của mình và những cái chia sẻ về bức tranh, về cái tác phẩm này của mình ạ. Chúc anh là sẽ sớm hoàn thiện được bức tranh về tác phẩm này và sẽ có thể là phát triển hơn nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Vâng, và đây là những thông tin đã khép lại chương trình về gốm sứ Phúc Lai Thành. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình tiếp theo. Và đừng quên, đây là Minh Nguyệt từ gốm sứ Phúc Lai Thành.